đương nhiên nó sẽ bị một cái tình trạng như này. Sau tầm 1 năm rưỡi đến 2 năm là nó thế này. Đây là mình để showroom không ấy nhá, chứ còn nếu với khách hàng nào mang ra ngoài chơi thì chắc chắn là đảm bảo là mình nói sẽ nó sẽ bẩn hơn rất là nhiều, và không có lau, những người không có lau được nha. Cái này mình lau sạch rồi nha, nó cũng không có ra được bao nhiêu hết á, lau rất là nhiều rồi mà càng lau nó càng lem. Nên thật ra là với cái nước sơn thì nếu mọi người mang con này đi chơi thì mọi người nên chọn màu đen. Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel Thiết Bị Audio ha. Thì mình là Khánh đây. Clip lần này nội dung nó sẽ chia sẻ về cái dòng loa Electro Voice Evolve 30M, một dòng loa đã ra mắt được khoảng 2 năm rồi. Vậy thì sau 2 năm sử dụng và 2 năm kinh doanh thì dòng này nó có ưu và nhược điểm gì, thì mình cùng với mọi người cùng nhau sẽ đánh giá lại và chia sẻ lại từng cái ưu và nhược điểm của nó, để xem cho mọi người có một cái nhìn tổng quan hơn về một cái sản phẩm gọi là rất hot của Electro Voice. Bắt đầu thôi. Ok, sau mọi người mình đây là con Electro Voice 30M ha. Con loa này là con loa màu trắng, đây là con loa đồi mô đầu tiên của bên mình. Đó thì bạn quay phim bạn có thể quay lại gần một chút xíu cho mọi người coi. Đầu tiên mình đánh giá về nước sơn nha. Về nước sơn như mọi người thấy đó, Electro Voice 30M nó có một cái nước sơn màu trắng rất là ok. Tuy nhiên theo mình đánh giá thì nếu mà mọi người sử dụng trong thời gian dài thì cái nước sơn màu trắng này nó sẽ bị ngã màu khá nhiều nha, nó bị dơ khá nhiều, đặc biệt là phần cục súp. Bạn coi phim quay phần cục súp cho mọi người thấy này, mọi người thấy không, nó dơ, cái này không lau được đâu. Bên mình đã cố thử lau rất là nhiều lần rồi, tuy nhiên nó cứ bị một cái ám, nó như là ám như kiểu màu lòng gà á mọi người, như kiểu màu lòng á, màu chó lòng á. Thì thật ra thì với một nước sơn màu trắng thì đương nhiên nó sẽ bị một cái tình trạng như này. Sau tầm 1 năm rưỡi đến 2 năm là nó thế này. Đây là mình để showroom không ấy nhá, chứ còn nếu với khách hàng nào mang ra ngoài chơi thì chắc chắn là đảm bảo là mình nói sẽ nó sẽ bẩn hơn rất là nhiều, và không có lau, những người không có lau được nha. Cái này mình lau sạch rồi nha, nó cũng không có ra được bao nhiêu hết á, lau rất là nhiều rồi mà càng lau nó càng lem. Nên thật ra là với cái nước sơn thì nếu mọi người mang con này đi chơi thì mọi người nên chọn màu đen, còn mọi người mà muốn tông sạc tông thì mọi người một chọn màu trắng cũng được, tuy nhiên là nó khá là bẩn nha mọi người, nó khá là bẩn. Rồi, đó là phần màu sắc ha. Rồi thứ hai nữa là về phần mixer. Mixer cũng là một, vừa là ưu và là nhược điểm của nó. À, đây để mình quay lại, chắc mình quay lại đi cho mọi người dễ thấy. Đây, để mình chắc mình cắm điện lên đi ha. Mình cắm điện lên xíu đi. Ok, mình sẽ kết nối với cục nguồn ha. Cục nguồn này thì chắc mọi người biết rồi, cục nguồn này cũng của Trotec. Cục nguồn này cắm xài cho được RO8 là 30M này, rất là ok ha. Rồi, nói về con 30M đi. 30M thì cái mixer này nó vừa là điểm mạnh và vừa là điểm yếu của nó luôn. Thì mình cũng chia sẻ cho mọi người biết. Đầu tiên điểm mạnh của nó là gì? Điểm mạnh của nó đi dĩ nhiên rồi, rất là nhiều like cho mọi người lựa chọn. 1, 2, 3, 4, 5 cái like, thoải mái. Like 2, 2 like sau này thì gọi là like ST ha. Thì coi như là hầu hết là mình xài 4 cái thôi, 1, 2, 3, 4. Bốn cái này thì nó có những cái lỗ vừa cắm cân đông vừa cắm soli được, tùy theo mình ha. Những cái này á, trong đây á, nó sẽ có, nó cho mình tùy chỉnh khá là nhiều. Tuy nhiên tùy chỉnh nhiều nhưng cái cần thiết nhất thì lại không có, đó là phần eco. Con này nó phần FS của nó không có eco nha mọi người, nó không như con EVOS 8 nha. Con EVOS 8 là con la ra sau nên là nó được update cái phần eco á. À, con này nó có 22 cái à, trong khi những con như EVOS 8 là EVOS 12 là ZLS G2 mình review á thì nó có đến 30 cái effect, và trong đó nó có một cái effect là delay để mình hát karaoke. Tuy nhiên ông nội này thì không có. Nó chỉ có nhìn vậy thôi nhưng mà không hát được đâu. Nhìn nó echo reverb long này thôi chứ còn hát khó lắm. Cái phần echo reverb delay như này nó không, nó dành cho ca sĩ chuyên nghiệp. Nó không phải để dành cho mọi người hát karaoke đơn giản ha. Nên là thường con này mình phải ghép nó với Sound Mic M1 để bổ sung phần echo, và mình chỉ lấy cái reverb trên đây thôi để hát cho nó bay. Đó thì vẫn phải kết hợp với một bộ mic echo ha, mới hát được ha. Thứ hai nữa là ông nội này bởi vì có mixer đó nên là khách hàng bấm nhầm khá nhiều. Khách hàng bấm chỉnh rất là gọi là không quen á, hết chỉnh bị chỉnh lung tung khá là nhiều. Tương tự, đương nhiên là tương tự như con EVOS 8 thôi. À,
bị bấm nhầm khá nhiều, có nghĩa là hơi khó điều chỉnh á. Đương nhiên nó chỉ khó nhẹ thôi, không phải với những ai mà quen xài rồi vẫn xài bình thường. Tuy nhiên là đối với những khách hàng nào cần sự đơn giản á thì con này vẫn hơi phức tạp so với khách hàng. À, có những khách cũng không biết chỉnh mic chỗ nào, bởi vì là nó chuyên nghiệp à. À, mỗi lần mic cắm mic chỗ nào thì chỉnh chỗ đó. À, nên nhiều khách cũng không biết. Con này tương tự như con Beric One với MK2 á mọi người. Nhiều khách hàng cũng xài, nó vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu luôn. Đó, chỉnh được chi tiết quá thì nó cũng hơi rắc rối cho khách hàng đó. Rồi xong phần mixer ha. Rồi về mặt công suất, với một công suất 40W thì Electro Void 30A có thể vừa đánh trong nhà được nè, đánh ngoài trời được một chút, không quá lớn nhưng mà khá là ok. Chất âm thì theo mình đánh giá, chất âm thì dòng Electro Void 30A và giống những dòng Electro Void nói chung luôn, chất âm của nó sẽ thiên về micro, thiên về cái giọng hát, thiên về voice á. Electro voice là thiên về voice á, thiên về cái giọng của mình, tức là hát trên electro voice nó sẽ thoát tiếng hơn. Nếu với so với những dòng mà nó tương tự như vậy như là JBL nè, Bose nè, thì nó sẽ xem xê, nó sẽ cái tiếng mà tiếng micro á, nó sẽ thoát ra hơn khá là nhiều so với JBL và Bose. Nó sẽ chuyên cho mình hát khỏe hơn. Thứ hai nữa là cái phần bass của nó đánh sẽ không bị rền như Bow, hoặc là không bị quá ù như là JBL, mà nó đánh sẽ gọn hơn, chắc hơn, phù hợp với các dòng nhạc như là nhạc rock này, nhạc mà cần nhiều nhạc cụ này đó, thì con này nó sẽ phù hợp với những dòng nhạc như thế. Với khách hàng nào mà cần một cái sản phẩm, thứ nhất là all in one như mình nói, vừa có thiết bị mixer, vừa có âm ly, vừa có loa này kia, sub này kia đầy đủ luôn trong một sản phẩm, thì con này nó vẫn là một sản phẩm khá là đáng tiền để mọi người đầu tư. Chi phí đầu tư tự nhiên hơi cao, cao hơn cả Bow luôn nha mọi người, dĩ nhiên rồi. Nhưng nó sẽ về chất âm của nó thì nó lại hơi, nó hơi thiên về cái gu của cho anh em chơi nhạc cụ nhiều, chơi band này, chơi chuyên á, chứ còn không phải là 50-50 như Bow. Bow là 50-50, tức là vừa nghe nhạc vừa karaoke, nhưng ông này thì hơi thiên cho karaoke một chút xíu. Và cuối cùng về cái phần mà gọi là độ bền sản phẩm á, thì mọi người có thể thấy là dòng này thì sau một khoảng thời gian mình xài đây, để mình cho mọi người cho mình xem. Tức là bởi vì là cái ngàm của nó, đây là do cái ngàm của nó. Những cái ngàm như thế này thì đợt trước mình có review con Bow ấy á, sau khi thời gian nó gãy hết trơn luôn, chính bên mình cũng bị gãy. Còn Electro Voice được cái là những cái ngàm như thế này khá là cứng nha mọi người, khá là cứng. Này mọi người đây, bên này nó bằng nhôm hết nên nó chỉ có bẩn thôi, cho dù là mình di chuyển bê đi bê lại này kia, thì với những cái ngàm kiểu dạng sâu như thế này, cắm vào sâu thẳng như thế này, chốt vào như thế này, thì hầu hết là nó sẽ không có ảnh hưởng gì hết nha mọi người, không ảnh hưởng gì hết, thoải mái luôn. Tức là nó không cái những cái ngàm này mình đánh giá khá là cao. Nó Electro Void về độ hoàn thiện, tất cả những cái độ chi tiết này kia hầu hết là không bị gì, cho dù là con này mình cũng tha đi khá là nhiều, mình bê tới bê lui rồi cho khách thử này kia, mọi người thấy rồi đó. Nhưng mà nói chung về độ hoàn thiện thì nói chung là ok, không có thậm chí cả lâu lâu cũng bị va đụng vào các sản phẩm khác, nhưng mà nó nước sơn của nó khá là tốt so với những cái dòng sản phẩm mà làm bằng nhựa như là JBL hoặc Bow á, thì nó làm bằng nhựa thì nó hơi bị chảy xước nhiều và nó bị hay bị cái ngàm, như mình nói cái Bow như nói bị cái ngàm rất là dở. Ok, và trong năm 2024 này để hỗ trợ mọi người sử dụng con Electro Void 30A này được hiệu quả hơn, thì bên Thiên Vũ đã kết hợp với hãng đưa ra cho mọi người một cái chương trình khá là đặc biệt. Đó là chương trình sẽ biến dòng loa Electro Void 30A này thành dòng loa di động có pin lớn nhất thị trường. Đương nhiên Electro Void 30A này không có pin, tuy nhiên bên Thiên Vũ sẽ hỗ trợ cho mọi người một cục pin Chotech BS004. Dòng này thì có giá lên đến 13 triệu đồng, và với cục pin của nó là 500W thì kWh thì mọi người có hoàn toàn có thể sử dụng em Electro Void 30A này trong tầm khoảng 3 tiếng nếu mà sử dụng công suất tối đa nha, tức là hát liên tục trong vòng 3 tiếng. Còn nếu mọi người nghe nhạc nhẹ nhàng thì thoải mái chắc phải 5-6 tiếng đó. Dĩ nhiên là không, cái cục Chotech này, cục pin này nó không phải là một cục pin ở trong loa mà là một pin phía ngoài, nên mọi người có thể hoàn toàn có thể sử dụng cho nó với đa mục tiêu khác nhau. Mọi người có thể sạc cho điện thoại nè, mọi người có thể sạc cho laptop nè, hoặc là mọi người sạc cho đèn nè, tùy theo cái nhu cầu của mọi người. Ngoài ra dòng này còn có bán thêm các phụ kiện để mình có thể sạc bằng năng lượng mặt trời nữa, khá là hay, đặc biệt là dành cho những khách hàng nào ưa thích camping ha. Rồi
Đó, mình chỉ giới thiệu sơ qua chương trình thôi. Chương trình này thì mình có để chi tiết tại đường link phía dưới thì mọi người có thể tham khảo chi tiết cái chương trình này nha. Ok, tổng quan lại thì với năm 2024 này thì Electrovoi 30A theo cá nhân mình vẫn là một dòng sản phẩm nó rất là đáng tiền để mọi người có thể đầu tư. Nó hát tốt nè, chơi nhạc cụ tốt nè, có thể cắm tối đa đến 3 đến 4 cái nhạc cụ thoải mái theo cái sở thích và yêu cầu của mình. Ngoài ra có mixer số để cho mình căn chỉnh luôn cái nhạc cụ đó. Đó, đây là một sản phẩm chuyên nghiệp dành cho những người sử dụng, khách hàng sử dụng chuyên, và cái chất âm của nó cũng khá thiên cho mọi người hát karaoke. Đó. Còn về phần cách xài, cách sử dụng thì đương nhiên may quá con này có mixer số nên mọi người hoàn toàn có thể lưu cấu hình lại để mọi người xài. Lưu cấu hình lại, chẳng hạn đặt tên nó là cái gì đó, chẳng hạn Eco ít, Eco nhiều gì đó, y như một cái vang số, mọi người mình đặt tên cho nó và mình gọi cấu hình ra, chẳng hạn như trong quá trình mình xài mình có lỡ tay bấm nhầm thì mọi người hoàn toàn có thể gọi cấu hình nó ra ngược lại. Đó. Ngoài ra như mình đã nói, với một cái chương trình tặng cục pin cho Electrovoi 30A này thì đây là một sản phẩm hoàn toàn phù hợp cho các khách hàng nào ưa thích camping. Nếu mọi người thấy clip này hay thì mọi người có thể cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn để làm clip tiếp theo. Mình là Khánh, hẹn gặp mọi người. Bye bye.